chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Lao động Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Tạp chí kỳ này có những nội dung chính sau. Trang tin phản ánh một số hoạt động nổi bật của công đoàn các cấp thời gian qua. Phóng sự Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhiều trường dân tộc nội trú. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tạp chí. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Tại hội nghị, lãnh đạo cán bộ công chức Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động các huyện thành phố được nghiên cứu tiếp thu các chuyên đề về những nội dung trọng tâm trong nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, một số nội dung sửa đổi, bổ sung của điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị nhằm giúp cán bộ công đoàn các cấp nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, từ đó tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết sáng tạo, hiệu quả. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 3 khóa 11 nhằm đánh giá kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, không ngừng chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên và người lao động, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của đoàn viên và người lao động, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nữ công công đoàn, phấn đấu phát triển thêm 1.500 đoàn viên công đoàn, thành lập 20 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, có 90% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn viên chức tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2024, công đoàn viên chức tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở, tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, triển khai quán triệt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, tham gia giám sát việc thực thi pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo và các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Có trên 95% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú có vị trí quan trọng trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là chính sách ưu việt mà Đảng và Nhà nước ta dành cho miền núi nói chung và giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh ta gặp không ít khó khăn, nhiều công trình bị xuống cấp, thiếu phòng học. Trước thực trạng đó, năm 2023, theo đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh, từ nguồn quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, xây mới nhiều hạng mục công trình tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp thầy cô và học sinh có nơi học hành khang trang hơn, ghi nhận của phóng viên tạp chí Lao động và Công đoàn. Năm học 2023-2024, đối với em Túc Thị Nghĩa, học sinh lớp 12A2, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông Ninh Thuận, là năm học có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Bởi đây không chỉ là năm học cuối cấp trung học phổ thông, mà còn là năm em được ở trong phòng nội trú, khang trang, sạch đẹp, được trang bị đầy đủ thiết bị, phục vụ cho học tập và sinh hoạt, giúp em và các bạn có thêm động lực và yên tâm học tập. Chúng em là những học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi mà đến với ngôi trường này, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo cũng như là quý thầy cô giáo, chúng em đã được học tập, vui chơi, rèn luyện bản thân. Đặc biệt là trong năm 2023-2024 này, dãy nhà nội trú nữ của chúng em đã được sửa chữa lại rất là khang trang, thoáng mát. Phòng ở của chúng em đã được trang thiết bị mới, điện, nước, có đầy đủ các tiện nghi để mà chúng em sinh hoạt hàng ngày. Chúng em thật sự rất là vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc khi mà được ở phòng mới
Em cũng xin thay mặt đến tất cả các bạn dạy cô nữ trú nữ xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã làm cầu nối cho chúng em thụ hưởng được gói tài trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận được thành lập từ năm 1992 nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Hiện trường có 281 học sinh, trong đó có 216 học sinh dân tộc Rắc Lai, 57 học sinh dân tộc Chăm và được phân bổ ở 9 lớp. Trước đây, cơ sở vật chất của trường bị xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường. Với mong muốn chung tay giúp học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm đến trường. Tháng 9 năm 2023, được sự quan tâm của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng đã hỗ trợ sửa chữa 12 phòng ở nội trú cho học sinh nữ, xây mới 2 phòng vệ sinh, nhà ăn tập thể và xây mới 1 nhà để xe học sinh. Đồng thời sửa chữa 1 phòng thư viện với kinh phí 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn kết nối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ cho nhà trường 1 phòng tin học gồm 41 máy tính cùng các trang thiết bị phục vụ với kinh phí 700 triệu đồng. Thông qua cái hỗ trợ đó là hỗ trợ cho giáo viên rất là nhiều trong công tác là dạy và học, vừa giữ học sinh và của giáo viên luôn. Vậy thì những cái này thì học sinh thì thuận tiện được có phòng khang trang hơn, được có thiết bị để học, giáo viên cũng có thiết bị để dạy, và nhất là môn tin là môn mà trường thiếu. Tôi và tất cả các công đồng viên của trường sẽ cố gắng tận dụng những cái mà hỗ trợ của Liên đoàn Lao động để phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy của nhà trường, và sẽ làm tốt hơn cái vai trò và tất cả vì đàn em thân yêu của trường. Cơ sở vật chất đảm bảo, đây là điều kiện để thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận nỗ lực và đạt được nhiều kết quả trong năm học qua. Năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh khối 10-11 lên lớp đạt 100%. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 có 85 trên 86 em đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,84%. Toàn trường có 22 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 74 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 1 em đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, 1 em đạt giải 3 hội khỏe phụ đổng cấp tỉnh, 2 em đạt giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Tập thể nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Qua thời gian sửa chữa cũng như là bàn giao cái công trình, các hạng mục thì nhà trường cũng đã sử dụng phát huy cái tối đa, đặc biệt là cái phòng, một phòng học tin học để mà thầy và trò thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 dạy môn tin học cho các em học sinh nội trú, đặc biệt là thu hưởng một cái phòng thư viện thì đã khai thác đưa vào sử dụng phát huy rất là hiệu quả, đã đáp ứng cho các em học sinh được là tập hợp là tham gia đọc nghiên cứu tài liệu để trưng bày tại phòng thư viện. Trong thời gian tiếp theo thì nhà trường tiếp tục kết nối với Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận để mà đồng hành cùng với nhà trường đề xuất kiến nghị với Tổng Liên đoàn quan tâm đầu tư hỗ trợ cho nhà trường về cơ sở vật chất, đặc biệt là hiện nay trường đang khó khăn về cái cơ sở vật chất, đặc biệt là cái phòng sinh hoạt tập thể dành cho các em học sinh để mà triển khai thực hiện chương trình giáo dục đặc thù đối với trường phổ thông dân tộc nội trú. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thuận Bắc, những tiết học phải chờ xếp phòng hay việc học sinh phải di chuyển từ lớp học này qua lớp học khác mỗi khi chuyển tiết đã không còn nữa. Thay vào đó là những tiết học rất sôi nổi trong những căn phòng học mới khang trang, rộng rãi, thoáng mát cùng các thiết bị hiện đại bổ trợ cho việc dạy và học được trang bị đầy đủ. Trước đây thì nó là những phòng học cũ, tụi con phải 8 lớp là tụi con phải di chuyển nhau theo tiết học. Tiết ví dụ như là 9-1 học xong thì tới lớp 9-2 sẽ vào học. Phòng học cũng khá là chật chội, với lại là không đầy đủ trang thiết bị như bây giờ. Còn bây giờ là nhà trường đã xây mới lên
và mọi trang thiết bị thì rất là hiện đại. Khi mà được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ được ba cái phòng học chuyên môn như thế này thì là giáo viên chúng tôi vừa rất là vui mừng, học sinh cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì khi mà có những cái phòng học như thế thì nó sẽ giúp cho các em tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng hơn, và cái sự sáng tạo của các em nó cũng được khơi dậy nhiều hơn, bởi vì các em được tiếp cận những cái công nghệ thông tin nè, rồi tiếp theo nữa là khi mà được giáo viên cho xem những cái trực quan về hình ảnh rồi về những cái bộ phim thì các em sẽ cảm thấy hiểu bài hơn, và từ đó thì các em yêu thích cái môn học của mình hơn. Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thuận Bắc được xây dựng từ năm 2002, hiện đang có 273 học sinh theo học, trong đó 255 học sinh là con em đồng bào Rắc Lai, 16 học sinh là con em đồng bào Chăm. Năm 2012, khi nhà trường áp dụng chương trình học mới 2018, thì không đủ phòng học đã gây nhiều khó khăn cho việc dạy và học của nhà trường. Năm 2023, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thuận Bắc được Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng và Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng 3 phòng học với kinh phí 2 tỷ đồng. Từ khi có phòng học mới, cơ sở vật chất đảm bảo trường tổ chức dạy 2 buổi một ngày. Sau khi được nhận 3 cái phòng bộ môn này thì nhà trường cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng cái bộ môn để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được của Tổng Liên đoàn giao, là một phòng thì dạy các cái môn khoa học tự nhiên, trong đó là toán, lý, hóa, sinh. Rồi phòng thứ hai là cho bộ môn là xã hội, là gồm có môn sử, môn địa. Rồi phòng thứ ba là phục vụ cho công tác môn nhạc, là rất thích hợp và phù hợp cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 này, cho nên chất lượng được nâng cao lên một bước. Kết quả hiện bây giờ thì các cháu có tỷ lệ học sinh khá giỏi được cao hơn so với chưa có cái sau khi mà chưa có cái bộ phòng học này. Cũng mong là công đoàn tiếp tục phát huy và có thể nhân rộng cho các cái cơ sở giáo dục khác, và nếu còn khó khăn trong quá trình dạy và học. Nhờ hỗ trợ kịp thời với cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp ngành của tỉnh thời gian qua, đã giúp các trường nội trú đảm bảo cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Lao động Công đoàn kỳ này đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.